Em Đức xin chào bác nhá. Thì hôm nay em Đức tiếp tục về thêm một cái mẫu xe giá chỉ vài chục triệu đồng thôi anh em nhá. Mẫu này thì nó rất phù hợp cho anh em nào mà chúng ta đi buôn xe máy hoặc là làm điện nước điều hòa thì cực kỳ ok luôn. Và chiếc xe này em khẳng định với các bác rằng là đến xem xe là các bác ưng ngay. Và chiếc này thì tí nữa em Đức sẽ review kỹ hơn. Và bây giờ em Đức sẽ lái cung đường ngắn thôi để cho các bác cảm nhận được nhá. À, các bác nghe không? Không nghe tiếng máy đâu luôn anh em ạ. Nào, rồi, thì sau đây em Đức sẽ chạy một cung đường ngắn để cho các bác cảm nhận được. Xe chỉ mấy chục triệu đồng thôi anh em nhá. Chiếc này là em Đức bán 45 triệu. À, số điện thoại của các chủ xe buôn xe máy đây. Nhưng mà khẳng định cho các bác rằng riêng về form vỏ rồi là keo chỉ gọi là như xe 2017 luôn anh em ạ. Xe cực đẹp luôn. Đấy, hơn 40 triệu đồng thôi anh em nhá. Đấy, mua bán xe máy cũ này. Đây các bạn này, xe mới đăng kiểm xong. Đấy, đi cực kỳ ngon luôn. Nhiều khi anh em đừng có nghĩ là bỏ là xe mấy chục triệu không đi được nhá, chạy băng băng luôn. Đấy, con này thì hiện tại bây giờ và anh em chỉ sẵn đổ xăng là đi thôi. Xăng thì lanh quanh tầm 7 lít xăng trên 100 km anh em nhá. Đấy, em Đức đi mua rất nhiều su cốc luôn, nhưng mà khẳng định với các bác rằng là chưa có con xe nào chất như con này, keo chỉ gì hết. Đấy, xe trống này thôi đi rất ngon anh em nhá, êm như xe con. Chiếc xe này đi quá là ít luôn. Đấy, xăng thì lanh quanh 7 lít trên 100 km, zin hết. Nhưng mà các bác không ngờ được rằng là đến thời điểm hiện tại bây giờ con xe qua mấy chục năm sử dụng rồi nhưng mà nó còn zin đét luôn anh em ạ. Đẹp anh em nhé. Máy con này êm như xe con luôn. Các bác mà đứng quay là gần không nghe tiếng máy đâu cả các bạn. Đấy, thì em Đức sẽ test vào đây cho các bác cảm nhận được nhá. Côn số thì rất là nhẹ nhàng thôi. Xe đẹp như 2017 luôn, khẳng định là riêng cái xe 2017-18 chấp luôn. Đấy, keo chỉ zin hết anh em nhìn này. Cái tắp bi của nó này vẫn còn cái chữ nhá anh em nhá. Keo chỉ lòng trong anh em nhìn chưa? Đây. Đây đinh tán này, keo chỉ đây các bạn này. Đấy, một chiếc xe nó zin này cơ mà. Và em Đức sẽ cho các bác nghe về tiếng máy nha. Tiếng máy thì thôi rồi luôn. Anh em nhá. Không phải bàn về máy móc. Chất lượng không phải bàn luôn anh em ạ. Anh em yên tâm đi. Đây. Máy thì lỗ thì thầm tút tít luôn. Đấy. Các bác thấy chưa? Rồi. À, không có một tí gọi là khoái xanh hay khoái đen gì anh em nhá. Em được tắt máy đi. Toàn bộ phần keo chỉ đây các bác này, cánh cửa đây. Zin hết luôn. Đấy.
Sơn con này thì vừa rồi là ông anh ông ấy gọi là về cũng tút tát lại một tí. Sơn con này là nguyên bản anh em nhé. Đây, toàn bộ keo chỉ đây, cột keo anh em nhìn này. Đây, đóng cửa vào đây. Các bạn nhìn không? Đây, keo chỉ đây. Zin hết luôn. Con này nó zin hết anh em nhé. Zin hết luôn anh em ạ. Đấy. Đây, tôn vỏ của nó này các bác này. Đây, phần trên đây anh em nhé. Đây, phần dưới cánh cửa này. Các bác nhìn này. Đấy. Con này nó zin hết luôn anh em nhé. Zin hết luôn. Zin hết từ đầu đến đuôi. Không có một lỗi lầm gì cả. Đây anh em nhìn này. Toàn bộ keo chỉ phần trên này anh em nhé. Đấy, phần trên này. Đấy, nguyên bản luôn. Đây các bác nhá. Em sẽ quay chậm lại cho các bác nhìn này. Đây. Cái cột trước đây anh em ơi. Zin đét luôn. Đây, anh em nhìn chưa? Keo chỉ này. Đấy. Riêng về form dáng con này nhá các bác nhá. Không kém gì những con 2017 hiện tại bây giờ. Keo chỉ zin hết luôn. Đấy. Một chiếc xe giá 7 triệu đồng thôi. Đây anh em. Đây. Zin hết. Anh em zin hết luôn. Đấy, sàn sóng đây các bác nhá. Riêng su cốc này thực sự ra là một những cái đời tầm đời như em này thì tí nữa em sẽ cho các bác biết đời con này sản xuất năm bao nhiêu. Thì hiện tại cái bình ắc quy em phải đấu như này, nó đang bị thiếu điện, hôm nay em Đức phải đấu này để nổ máy để đi các bác nhá. Kích lên để đi. Đây các bác này. Đấy. Sàn sóng của nó đây. Nguyên bản luôn anh em ạ. Đấy thì sau đây em Đức sẽ review tổng thể chiếc xe này cho các bác xem. Đấy. Và chúc mừng nhỏ quan chị và các bạn, đây là một chiếc Suzuki con cóc các bác nhé. Được sản xuất 51997. Đấy, đăng ký lần đầu 1998. Em này được trang bị 2 chỗ ngồi. Và tải hàng bao nhiêu cân thì tí thì em xem lại. Nhưng mà chiếc xe máy này em mua của một ông anh làm xe máy các bác nhé. Đấy, thợ xe máy. Đây. Về tổng thể bên ngoài, về phần sơn thì con này mới sơn lại các bác nhá. Mới sơn lại gọi là lớp 2. Đấy. Riêng về chất em này thì các bác không phải bàn một tí nào cả. Mua về chỉ việc sẵn đổ dầu, đổ xăng là đi thôi. Xăng thì lanh quanh tầm 7 lít anh em nhé, trên 100 km thôi. Đấy. Các bác nhìn chưa? Một con xe 1997. Khẳng định với các bác, bác nào mang những con xe 2017 lên 16, 17 các bác cứ đọ đi, thoải mái vô tư đi. Đấy. Form dáng không phải bàn. Chất lượng thì ok luôn. Vì con xe này nó đi quá ít luôn anh em ạ. Cực kỳ ít luôn. Đây. Đèn đóm vào đây các bác này. Đấy. Đèn đám đóm của em ở đây các bác nhá. Xe thì gọn gàng. Em Đức vừa đăng kiểm xong. Đến tháng 1 năm 2022. Đăng kiểm được mấy hôm rồi. Đấy. Lốp láp của em ở đây. Lốp láp đây các bác này. Đấy. Lốp láp của em ở đây. Còn rất là đẹp luôn. Con này nó chung quy này nó đều. Đều toàn phần anh em nhá. Lốp sau đây. Lốp sau đúng là lốp su tải luôn anh em nhé, lốp su luôn anh em nhé. Đấy, đây cái phần dưới đây anh em ạ. Đây, không có bị gọi là mọt mẹt một tí nào luôn anh em ạ. Đây, máy khô đét đẹp luôn. Đấy, đây các bác em sẽ đây, cái phần sau của nó đây các bác, tôn nó rồi các bác, đấy, nó cứ cong 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 này xuống lắm anh em ạ. Đây, mua được con xe này đi thì thôi rồi, miễn bàn luôn, bằng một chiếc xe máy anh em nhé. Và hiện tại chiếc xe này em Đức đang chào bán cho các bác là 45 triệu các bác nhá. Anh em chúng ta mua về chỉ việc sẵn đổ xăng thôi. Đấy, không phải sửa chữa gì cả các bác. Đấy, mua được con này đi nó mới là mới gọi là mua xe anh em ạ. Thật sự ra là em Đức yêu cái đẹp. Yêu xe đẹp. Xe càng đẹp em Đức càng thích. Đấy các bác nhá. Đấy, gái đẹp ai chả mê. Đúng không các bác? À,
Lốp một đôi lốp trước là nó là dạng lốp lốp xe con anh em nhé, lốp xe con đấy, lốp su luôn. Đấy, lốp sau thì nó là sẽ chịu tải đấy, lốp chịu tải này các bác này. Và đây em Đức sẽ review về phần nội thất bên trong. Máy con này thì không phải bàn anh em nhé, không cần phải bàn về máy luôn. Chất lượng form vỏ thì ngang ngửa với em 2017 luôn các bác nhé. Về kính của nó là hệ thống kính là kính quay tay đấy. Đây có cái khung này, nhưng mà em thấy thiết kế cái khung này hay, vì thiết kế khung này chúng ta có thể ngật cái ghế ra là sau được anh em nhé. Đấy, đúng mua đúng của thợ xe máy luôn anh em nhá. Đấy, vì anh này anh ấy không có làm xe máy, anh chuyển nghề thì đấy, các bác nhìn được cửa giả của nó đấy. Các bác ngỡ ngàng luôn. Đây keo chỉ của nó này các bác này, zin đét đẹp, không bất phân keo chỉ nào anh em nhá. Đấy, đây khung dây của nó đây anh em này, đây này các bác nhìn nhau, đinh tán của nó em đây này, không có bị mục mọt luôn anh em nhá. Đấy, đây con xe đi cực ít luôn, tí nữa thì về em Đức sẽ quẹt cho tí dầu tí mỡ đây cho nó ngon này. Đấy, đây bình ắc quy thì thật sự ra là nó bị yếu nên em Đức đấu này để đi quay review cho các bác trong cái buổi cuối tuần ngày hôm nay, sơ bộ qua một cái chiếc xe như này. Đấy, để các bác nào chốt được thì chốt đi nhá anh em nhá. Riêng con này thì thật sự ra các bác đi chán đi chê đi 2 năm nữa rồi cho đi chở lúa cũng được anh em ạ. Đấy, mua con này gọi đáng đồng tiền bát gạo đây anh em, nhìn này toàn bộ đinh đán vào đây anh em ạ. 45 triệu con xe này quá mỹ mãn luôn. Đấy, đinh tán là còn nguyên hết anh em nhá. Đây các bạn, đây giá 45 triệu rồi. Sơn bên trong là sơn ngoài nguyên bản, sơn zin luôn anh em nhé. Thật sự ra con này phủ nước sơn vừa rồi đấy là nước 2 anh em nhé. Đấy, phải phủ nước 2. Còn đây của nó là còn nguyên bản luôn. Đấy, rồi đóng cửa vào. Tiếp cho có bít lên. Xe này em Đức vừa mới dở nước lã thôi. Đấy anh em à, chất không phải bàn. Đấy, máy lổ như xe con luôn. Đây keo chỉ đằng sau anh em mày, keo chỉ zin dép luôn các bác nhá. Mua quần này đi thôi rồi. Anh em làm điệu nước, điện nước điều hòa thì cực kỳ vô tư đi. Đấy, con này chính xác của nó là còn hơn 2 năm sử dụng anh em nhá, đến tận 2023. Đấy, giá cực kỳ êm ái cho anh em thôi. Đấy, bác nào mà mua được mà đi con này thì thôi rồi, làm xe máy thì tuyệt vời luôn. Đây anh em à, đấy, đây dây rãnh của nó đây các bác nhá, dây rãnh của nó đây này, anh em à, đấy. Đây toàn bộ cái đình tán ở đây anh em à, chưa có mỏ tí nào luôn anh em, êm sướng đời. Mua con này đi chất. Biển Hà Nội rồi, 5 số rồi. Đây anh em à, ai biển Hà Nội đây, 1998 đây. Trọng tải hàng hóa là 710 kg anh em nhá. Hai chỗ ngồi này các bác này. Đấy, rồi cho các bác xem cái đăng kiểm. Sản xuất 1997. Mà riêng xe này nhá, form của nó cứng như xe 2017 luôn. Đây nha mày, 1997 này, Việt Nam mà các bác thấy chưa. Đấy, đăng kiểm em mới đăng kiểm xong. Rồi, bác nào mà thắc mắc cái gì thì các bác alo cho em Đức. Qua số điện thoại là 0962 567 089 các bác nhá. Bác nào mà mới xem video lần đầu thì nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi tất cả những cái mẫu xe mà bên em Đức về trong ngày tháng. Và bác nào chưa có gọi là ý định mua xe thì các bác xem video thì cũng cứ bấm đăng ký kênh thì để chúng ta xem, mà chúng ta vừa tham khảo xe là giá cả thị trường theo từng ngày, từng tuần, từng tháng các bác nhá, từng năm xem là giá xe nó lên xuống như thế nào, và khi nào mà chúng ta có nhu cầu thật sự mua thì
chúng ta sẽ nắm bắt được nhiều cái gọi là thông tin hữu ích để chúng ta sau này đi mua xe là nó nắm được cơ bản hơn, không có bị anh em gọi là người ta nhiều khi anh em thợ đi mua xe là người ta hay gọi là dắt nhau vì giá các bác nhá. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video, hẹn anh chị và các bạn những video clip tiếp theo. Đức ở Hải Dương xin chào bác nhá.